Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bút Mực. Trong chuyên mục kiến thức xây dựng hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về cách tính toán nguyên vật liệu để đổ bê tông và xây tường bao cho ngôi nhà của mình. Như các bạn biết, trước khi xây dựng một ngôi nhà, bất cứ ai cũng phải tính toán làm sao cho cái ngôi nhà của chúng ta nó dự trù hết khoảng bao nhiêu tiền để chúng ta tính làm sao cái công năng xây dựng phù hợp với lại nhu cầu tài chính của chúng ta. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tính cái ngôi nhà này về cái phần đổ cột bê tông và xây tường bao. Các bạn thấy ngôi nhà này có 12 cái cột, mỗi cột 200. Thì các bạn thấy là nếu đổ 12 cái cột này thì nó sẽ hết bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cát, bao nhiêu sỏi. Các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ phải quy cái toàn bộ 12 cột này ra khối bê tông thành phẩm. Ở đây chúng ta lấy 2,02 nhân 0,2 nhân với lại chiều cao của cột là 3,9, tức là nếu như tầng 1 chúng ta đổ 4,2 m thì chúng ta phải trừ đi 300 cái dầm bo và cái trần, còn lại là cái cột chúng ta là cao 3,9 m nhân với tổng số là 12 chiếc cột thì chúng ta sẽ được 1,872, tức là xấp xỉ 1,9 mét khối bê tông. Nếu ở đây chúng ta tính là đổ cái cột này, chúng ta đổ cái bê tông mác 300 đá 12, độ sụt lún bê tông là từ 2 đến 4 cm các bạn, mà cái bê tông mác 300 xi măng PCB 40 các bạn, với cái mác xi măng 40 PCB 40 thì các bạn thấy 1 mét khối bê tông thì chúng ta cần là 374 kg xi măng và 0,872 mét khối đá, 0,457 mét khối cát các bạn, thì chúng ta được 1 mét khối bê tông mác 300. Như vậy với ngôi nhà này thì các bạn sau khi quy đổi ra được thành khối, tức là khoảng 1,9 mét khối, mà các bạn nhân với lại cái bê tông mác 300 là 374 kg xi măng PCB 40 đấy, thì chúng ta được chúng ta mất hết là 710,6 kg xi măng cho 12 chiếc cột này. Và chúng ta nhân với 0,872 mét khối đá thì chúng ta hết 1,7 mét khối đá cho 12 chiếc cột này. Tiếp theo chúng ta tính cái cát, với cái cát cho cái độ sụt lún là 2-4 cm cái bê tông này thì chúng ta ở cái cát này chúng ta hết 0,457 mét khối cát, mà nhân bên này cái khối 1,9 mét khối thì chúng ta hết 0,87 mét khối cát để cho 12 cái cột này. Như vậy các bạn quy đổi ra khối và chúng ta nhân với lại cái định mức của chúng ta 374 kg xi măng, 0,872 mét khối đá và 0,457 mét khối cát thì chúng ta được một cái mét khối bê tông thành phẩm. Và chúng ta nhân như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành cái lượng cột của chúng ta, và từ đó chúng ta nhân ra tiền và xi măng bao nhiêu tiền và đá sỏi bao nhiêu tiền một khối và cát bao tiền một khối thì chúng ta có thể nhân ra, thì chúng ta đã tính toàn bộ hoàn thiện những cái cột của chúng ta là 12 cột này, chúng ta thì tiền cát đá sỏi hết bao nhiêu chúng ta đã tính được rồi. Thế thì còn đến cái xây tường bao. Xây tường bao thì xây như thế nào? Xây tường bao thì cũng rất nhiều người chọn nhiều cái phương pháp, nhưng nếu là xây cái tường bao mà cái nhà của các bạn mà có cái khẩu độ nó dài, chiều dài nó quá lớn, khẩu độ cột các bạn là nó lớn hơn 5 mét, thì các bạn nên bổ những cái trụ ra, bổ những cái trụ ra từ cột ra 22, xây tường 22 ra, và còn lại chúng ta có thể để khuôn tranh xây tường 10, tùy theo cái công dụng hoặc tùy theo cái trang trí của từng người. Nhưng nếu như các bạn điều kiện đất nó hẹp thì các bạn nên xây tường 10 thì nó sẽ giảm đi được nhiều hơn. Ở đây tất cả cái phần xây tường 22 hay xây tường 10 thì các bạn cũng nên quy đổi ra khối, tất cả chúng ta tính theo khối xây, khối xây dựng thì chúng ta sẽ có cái định mức nó chính xác hơn các bạn. Với 1 mét khối xây dựng của cái tường 22 ấy, các bạn, thì nó hết 550 viên gạch và hết 0,32 mét khối vữa. Với cái tường 10 thì các bạn xây 1 mét khối tường 10 nó hết 643 viên gạch và chỉ hết 0,25 mét khối vữa. Đây là theo với cái định mức. Như phần lớn ở đây nó có cái nó xảy ra là cái đội thợ của chúng ta nếu như không chuyên nghiệp, tay thợ không lành nghề
thì phần lớn cái phần xây này của chúng ta nó vượt về cái định mức về cái phần vữa, vì cái mạch vữa các bạn xây nó lớn hơn cái định mức, nó tương đối là nhiều các bạn, nó rơi vào khoảng là 0,45 mét khối vữa và 0,35 mét khối vữa so cho 1 mét khối xây tầng 22 và tầng 10. Chứ chúng ta không thể đạt được vữa 1 đến 1,5 cm, phần lớn là chúng ta hơn khoảng 2 cm trở lên. Cho nên là cái định mức của chúng ta thường là vượt như vậy. Như vậy nếu mà cái nhà này mà xây cái tường 22 thì các bạn hết khoảng độ, thì các chúng ta tính nha, chúng ta nhân với lại tổng cái khối, ví dụ 16 cộng 16 cộng 19 đằng sau, trừ đi cái phần cột bê tông, nhân với lại 0,22 nhân với lại chiều cao 3,9 thì chúng ta được khoảng 33 mét khối xây. Mà nếu xây tường 22 hết mà chúng ta nhân với 550 viên các bạn, thì chúng ta được là 18.315 viên gạch. Và nhân với 0,32 mét khối vữa thì chúng ta được 10,7 mét khối vữa. Nhưng nếu xây tầng 10 thì các bạn chỉ hết 17 khối đấy. Nếu xây tầng 10 các bạn hết 17 khối xây thì các bạn hết 10.912 viên gạch và hết 4,3 mét khối vữa. 4,3 mét khối vữa. Như vậy giữa cái tầng 10 và cái tầng 22 của các bạn nó giảm đi được rất là nhiều, gần như một nửa về cái nguyên vật liệu. Mình chưa nói đến cái tiền công. Cái tiền công và cái tiền... Nhưng mà trong cái quá trình xây dựng ấy, thì cái phần cái tường xây này chúng ta thường hay bị tốn kém ở cái phần vữa các bạn. Ở đây mình nói đến cái phần vữa là vì là trong cái công tác ngày nay thì các bạn thấy là nguyên vật liệu nó bão hòa, gạch bão hòa, cát bão hòa và xi măng bão hòa, đổ vào công trường ào ạt, các bạn gọi chỉ 15-20 phút là nó sẽ đổ về. Nên là chúng ta thấy là ở đây nó chủ yếu là tốn kém là về cái phần bê tông, về phần bê tông và phần xi măng. Xi măng nhiều nhà bảo là mình làm cái nhà đấy hết mấy chục tấn xi măng thế nọ thế kia, nhưng thực tế là với cái khối lượng nhiều như thế không phải là tốt các bạn, nó là lãng phí, mình cho nó là lãng phí. Ví dụ như là một cái mét khối vữa xây, cái gạch xây, cái gạch ngày xưa chúng ta có gạch thủ công thì nó mình gọi là cái gạch ED2. ED2 thì nó chỉ có cái mác là 50 thôi các bạn. Cái gạch máy ngày xưa như bây giờ thì mình gọi là cái ED5. Gạch ED5 nó chịu được cái mác 75, tức là cái độ lén, độ chịu lực trên cái viên gạch nó được quy định như vậy. Thế thì chúng ta đánh cái vữa nó lên đến 100 hoặc là 150, thậm chí 200, 250, thì với cái sản phẩm của chúng ta nó chỉ chịu được 75 thôi, mà chúng ta dán cái keo nó ở lên cái mác 100, 200 thì chúng ta cũng không cần thiết, theo mình là không cần thiết. Vì vậy ở đây này, như mình là mình tính cái mác vữa, giả sử cái gạch ED5, cho gạch ED5 chịu mác 75 thì mình tính cái vữa cũng lên đến 75 thôi các bạn. Với cái mác vữa 75 thì các bạn có là 247 kg xi măng cho 1 mét khối vữa. 247 kg xi măng và 1,12 mét khối cát thì các bạn được 1 mét khối vữa xây mác 75. Còn nếu các bạn tính mác 100 cho mác 100, tức là các bạn vượt so với lại cái khung mác của gạch lên, thì các bạn có 297 kg xi măng và 1,11 mét khối cát thì các bạn được một mét khối xây. Vì vậy chúng ta cũng chỉ lên tính lên cái mác 75 đến mác 100 thôi, chúng ta cũng không nên vượt lên nó qua cao quá. Nhiều cái ngôi nhà mình đi qua thấy xây hôm trước hôm sau thì nó xanh két ra, nó xanh phấn trắng, xanh két phun nước vào sau nó xanh ra, trông thì rất là thích mắt, trông thì đẹp cứng, nhưng mà thực tế là chúng ta đang lãng phí vào cái đó, nó cũng không phải là, mà nhiều cái chỗ khác chúng ta cần hơn, tiết kiệm hơn. Vì các bạn thấy một ngôi nhà nó rất nhiều hạng mục, nếu như mỗi hạng mục chúng ta tiết kiệm, nhưng không phải là chúng ta hà tiện. Chúng ta tính ở đây nó làm sao nó vừa đủ để cái ngôi nhà của chúng ta nó đảm bảo cái độ kết cấu vững chắc. Các bạn thấy là nó khi làm là chúng ta tính cái kết cấu của chúng ta nó đủ, thì cái công trình của chúng ta nó không những tiết kiệm mà nó còn rất là chắc, bền. Nên các bạn thấy cái gạch của chúng ta chịu được mác 75 thôi, như chúng ta tính đến cái mác 100 thì nó cũng không giải quyết cái gì cả. Nhiều khi cái vữa nó không hỏng, nhưng thực tế nó hỏng là cái gạch. Đấy. Cho nên là chúng ta cũng tính toán làm sao là chúng ta không hà tiện, nhưng mà chúng ta tính đủ đảm bảo cái chất lượng của chúng ta.
trong cái quá trình xây cũng như cái quá trình làm, các bạn tính những cái chỗ nào cần tiết kiệm, ví dụ những cái phần mà chúng ta giảm những cái phần kia đi, thì những cái phần hồ dầu chúng ta bết vào chân cột, bết vào giáp áp má cột, cũng như là những cái bật sắt chúng ta đưa lên, chúng ta tăng cái cường độ, tăng lên cái độ dày lên, tăng cái độ kết cấu lên vào những cái chỗ trọng yếu. Tại sao là nhiều cái ngôi nhà mình thiết kế hoặc là mình thi công cũng như các bạn ấy, là những cái bạo mình tạo ra hai hai để cái mặt tiếp xúc nó vào giữa cái cột và cái sau này nó không phân lớp, tạo cái độ nó chắc chắn. Chứ chúng ta nhiều khi chúng ta đưa lên nó lãng phí quá thì cũng không lên. Cho nên nhiều mấy ngôi nhà, nhiều gia đình bảo mình xây cái ngôi nhà đấy hết hơn 100 tấn xi măng hoặc là 70, 80 tấn xi măng. Thì thực tế là nhiều người thì bảo tốt thế, nhiều người khen, như thực tế đó là nhiều nhà chuyên môn bảo như vậy là lãng phí các bạn, chứ không phải là tốt. Chúng ta tính toán làm sao là nó đủ về cái kết cấu của chúng ta, nó người gánh 100 cân, chúng ta nếu tính một cái gánh 100 cân thì chúng ta cũng chỉ tính đến khoảng 120 thôi, chứ chúng ta lên đến 200 thì nó cũng quá là lãng phí so với lại cái nhu cầu của chúng ta. Mà trong khi đó các bạn biết là làm cái nhà thì nó hàng trăm cái hạng mục, nó rất nhiều cái hạng mục mà chúng ta cần phải bổ sung, cần phải tiết kiệm. Nhiều người làm khi mà cái điều kiện tài chính của chúng ta không đủ thì chúng ta cần phải tính toán. Còn một khi mà cái tài chính của bạn nó đủ mạnh về tài chính thì các bạn có thể đưa những cái nguyên vật liệu, đưa những cái thiết bị nó có giá trị hoặc là nó bền về cái kết cấu thì các bạn không nói. Nhưng mà khi mà chúng ta phải cân chỉnh về cái tài chính của chúng ta để cho một cái ngôi nhà để chúng ta ở thì chúng ta cần tính toán làm sao là cho nó phù hợp. Ở đây mình nói là phù hợp để cho nó đủ về cái không lãng phí, nguyên vật liệu xây xong chúng ta vừa gọn, không thừa, mà trong quá trình thi công chúng ta cũng không nên để thiếu, thì chúng ta tính toán làm sao cho nó chính xác. Cả những cái định mức, nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn thuê tư vấn hoặc các bạn có thể tải cái phần mềm dự toán G8 của công ty Hoàng Hà, thì họ cũng hoàn toàn có những cái phần mà nó miễn phí cho các bạn. Mà những cái clip trước là mình đã chia sẻ cho các bạn về cách tính toán cái đó, thì các bạn có thể là dựa vào đó các bạn tính toán thì nó sẽ thống kê cho bạn cả một cái dự toán công trình nhà của bạn làm theo cái kỳ vọng như vậy thì nó hết bao nhiêu tiền, thì nó rất cụ thể các bạn. Thì các bạn nếu như các bạn có chuyên môn biết về máy tính hoặc có chuyên môn thì các bạn tải cái phần dự toán G8 của công ty xây dựng Hoàng Hà dự toán đó về, thì họ có một cái phần mềm dự toán phần miễn phí, các bạn đủ để tính cho một cái ngôi nhà xây dựng dân dụng của các bạn. Thì các bạn có thể là sau khi tính toán xong thì các bạn có thể chiết xuất ra là cái nguyên vật liệu nó cụ thể. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã ghé xem. Xin chào và hẹn gặp lại.